phát hiện người tiên đoán được hào quang của quan hùng Master đi. Thì giọng hát của bạn vẫn là đặc biệt nhất. Những cái luyến láy, những cái khào đó, bạn sẽ không bị trộn lẫn. Kể cả sau này, bạn có trở thành nghệ sĩ, Hùng là người có tư duy, cho nên Hùng hãy thử đào sâu thêm tìm mình thực sự là ai để tìm ra phong cách trình diễn riêng của mình. Đây tiếp tục được Trấn Thành gọi là ngôi sao tái sinh, cứ leo trending là ăn top 1. Các bạn có thấy là Quang Hùng tự nhiên cái ngày hôm nay đẹp trai hơn cái ngày đầu bước vô chương trình không? Mà cái đó là gì ạ? Tín hiệu của vũ trụ báo một ngôi sao đã xuất hiện. A star was born. Anh Hải có nghe bài Quang Hùng không? Dạ có. Nhắm chặt nói không? Em nghĩ là bài của anh Quang Hùng là sẽ top 1 trending ở một tuần khác ạ. Các anh trai cũng công nhận là hit maker. Ra bài nào bài đó phải rồi top top. Ai nói anh một màu thì chắc chắn là một màu hit. Bài nào vào tay con Hùng thì hit. Thế nào? Tụi em có mường tượng tới một ngày nào đó bài này sẽ viral. Tình đầu trong anh như chén rượu sầu. Sao có lúc ngặt màu vẫn khác sau bị sốc là đâu. Sao có... Mọi chuyện là do em đó không tin em được ra. Đừng đi một dân tình gần đây đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Quang Hùng Master đi từng được Hương Tràm khen hết lời trong một show âm nhạc. Dù nam ca sĩ phải dừng chân sớm, nhưng đàn chị cho rằng anh là một người có tư duy, khuyên anh nên tự đào sâu bản thân để tìm được hướng đi cho riêng mình. Hương Tràm cũng đánh giá Quang Hùng Master đi có màu giọng vô cùng đặc biệt. Những phần khàn giọng, luyến lái của anh khó ai có thể bắt chước được. Nữ ca sĩ tin rằng nếu khai thác được những điều này thì chắc chắn Quang Hùng Master đi sẽ tỏa sáng. Nghe lại những lời nhận xét này, người hâm mộ đều cực bù vì cảm thấy rất đúng. Bởi hiện tại, Quang Hùng Master D đã tỏa sáng và chiếm được trái tim của hàng triệu người hâm mộ. Khi tham gia show âm nhạc quy tụ 30 anh trai, nam nghệ sĩ đã dần chứng minh được sức hút với khán giả trong nước. Qua mỗi tập phát sóng, khán giả trầm trồ trước thần thái ngôi sao, phong cách tự tin của anh khi trình diễn. Những vân đoạn melody gây nghiện, kết hợp tiếng Thái được nhận xét mang đậm chất riêng của Quang Hùng Master D gây sốc mạng xã hội. Nam ca sĩ được Trấn Thành khen là ngày càng sáng, giống như một ngôi sao được gửi đến từ vũ trụ. Qua mỗi live show, các sản phẩm âm nhạc của team Quang Hùng Master đi đều chiếm thứ hạng cao trên top trending, thậm chí liên tục đạt top 1. Cũng vì lý do này mà mỗi khi chọn đội, các đội trưởng đều muốn chiêu mộ nam ca sĩ về team. Không chỉ leo top trending, mà các ca khúc của Quang Hùng Master đi hầu hết cũng đều viral trên nền tảng top top. Cũng vì vậy mà các anh trai trong chương trình phải tâm phục khẩu phục khẳng định anh là hit maker. Rider còn thẳng thắn nhận xét rằng bài nào vào tay Quang Hùng cũng hit. Được biết, từ khi mới vào nghề, những sáng tác của Quang Hùng Master đi đã luôn có độ ảnh hưởng nhất định. Anh trai gốc Huế còn từng sáng tác cho Lâu Hoàng, edit loạt ca khúc Đình Đám, gây bão một thời. Thậm chí, từ năm 16 tuổi, dòng ca Dễ Đến Dễ Đi đã được mời làm producer Vina House. Nhạc của anh bán ra đều đắt như tôm tươi. Giới nightlife khi ấy rất nhiều người từng nghe đến nghệ danh của DJ Hùng Music. Cũng nhờ tài năng như vậy nên dù không được thành đoàn trong show anh trai, nhưng Quang Hùng Master đi vẫn là cái tên khiến khán giả khó quên. Hiện tại, từ một nghệ sĩ bị gắn mắt con ghẻ quốc dân, Quang Hùng Master đi trở thành ngôi sao được người hâm mộ Việt Nam săn đón. Hiện tại, mỗi khi nam ca sĩ đi diễn, đều có rất đông fan vây quanh để tặng quà, xin chữ ký. Có người đùa rằng với độ nổi tiếng hiện tại, quà của Quang Hùng Master đi phải thuê xe đến chở về. Sự thay đổi tích cực trong sự nghiệp này khiến chính bản thân nam ca sĩ và người hâm mộ của anh vô cùng vui mừng.